nhà vườn trồng hoa của Huỳnh Minh Thái, tổ dân phố số 4 thị trấn Sông Vệ. Sau 3 tháng rưỡi chăm bón, từ khi dâm cây vào 600 chậu hoa sắp ra nụ. Những ngày gần đây mưa phùn và lạnh, ông càng bỏ công chăm bón. Mặc dù trời mưa, nhưng theo ông, trong nước mưa có lượng axit nên cần phải bơm tưới. Mùa bông năm nay trong 3 tháng rưỡi thì bây giờ chăm sóc nó là làm cho nó khổ rất lá chân và tưới thuốc phân để cho nó đạt như cái kết quả là trong 3 cái tháng rưỡi này là bông nó trổ đều và nó đẹp. Ở vùng ven Sông Vệ thuộc các xã Nghĩa Hiệp, Nghĩa Mỹ và thị trấn Sông Vệ, lâu rồi được mệnh danh là thủ phủ trồng hoa Tết của xứ Quảng. Bà con nơi này trồng nhiều loại hoa, nhưng đa phần là hoa cúc bán ở thị trường nội tỉnh và các tỉnh lân cận. Đầu năm thì bà con đúc chậu, những tháng cuối năm thì trồng hoa. Năm nay không có lũ lớn, việc trồng hoa thuận lợi, nhưng trong những ngày gần đây, mưa dầm và lạnh, việc chăm bón hoa không dễ dàng. Bây giờ mình cắt điện anh, mình cắt điện cho nó lùm bắp là trong cái thời điểm này đó, vừa cắt điện mà vừa trời mưa gió nữa là nó cũng dễ sinh bệnh, là nó dễ bị nấm. Nó dễ bị nấm thì bây giờ cũng như là nén đau, mình tranh thủ mình bơm đó. Mình bơm cho giữ cái lá chân anh cho nó khỏi bị nấm là cái thứ nhất. Cái thứ nhì nữa là mưa, là với bây giờ cái thời điểm nó lùm bắp đó là mình sợ sao nó đục bắp anh. Sao rài nó bu vô nó đen nó đục bắp đó, bây giờ mình phải nén là mình phải bơm sao rài. Nghề trồng hoa ở ven Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa là nguồn thu nhập đáng kể của nhiều hộ dân. Để hoa bán Tết được giá, bà con càng bỏ công chăm bón.